trái cây và rơi xuống đất. Sau khi con khỉ chìm vào giấc ngủ, trái cây bắt đầu phát triển và gửi con khỉ lên bầu trời. Khỉ thức dậy và thấy mình trong một biển mây. Cây cỏ xuất hiện trước mặt cao to. Đột nhiên con khỉ bị thu hút bởi những quả chuối ở đằng xa. Nó đã rất hạnh phúc. Sau đó, tiếp tục sử dụng tư thế đi bộ để đến gần quả chuối nhưng khoảng cách vẫn còn xa. Đột nhiên trái cây xung quanh vỡ tung, bắn trúng chuối. Vì vậy, con khỉ cũng bắt đầu bẻ trái cây bằng tay, bắn bản thân ra, nhưng lại va vào quả chuối, rơi giữa những trái cây và liên tục nảy, cuối cùng rơi trên bồ công anh. Khỉ nhìn bồ công anh bay ra ngoài, leo lên nhanh chóng, sau đó bắt đầu dùng bồ công anh để gần chuối. Suýt nữa thì đến rồi, kết quả là một làn gió thổi tới, con khỉ bị dẫn đi. Nó vội vàng nhảy đến cái đậu, sau đó định tiến lại, nhưng vẫn chưa hành động. Quả đậu nổ dưới chân, con khỉ bị đẩy ra ngay lập tức. Sau sử dụng nhanh chóng của trái cây, may mắn thay, nó đã nhảy lên cây bồ công anh và thoát. Sau đó, con khỉ sử dụng đuôi làm chân vịt, trở lại trời, trên cây chuối. Sau đó, con khỉ bẻ một quả chuối. Sau đó, phải